Thưa quý vị, càng gần Tết Trung Thu, phố Cầu Đất của thành phố Hải Phòng, nơi tập trung thương hiệu bánh nướng nổi tiếng, luôn trong tình trạng đông đúc, tấp nập người mua bán. Thậm chí nhiều người đã dậy từ 4 giờ sáng để xếp hàng mua bằng được những cặp bánh Trung Thu nổi tiếng cho người thân, bạn bè. Từ sáng sớm, mặc dù chưa đến giờ mở cửa hàng, nhưng hàng trăm người đã đứng xếp hàng dưới hiệu bánh Đông Phương Hải Phòng, chờ được phát số thứ tự để mua bánh. Theo những người đứng xếp hàng, họ phải đi từ 4 đến 5 giờ mới có được chỗ đứng gần cánh cửa và để có thể mua được. Tình trạng này năm nào cũng tái diễn bởi nhiều người ở các địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh cũng nhờ người thân ở Hải Phòng mua hộ. Mỗi người chỉ được mua 20 chiếc, sau đó giảm còn 10 chiếc bánh các loại vì số lượng người mua quá đông. Nhiều người xếp hàng tới 2-3 lần, không quản nắng mưa, thậm chí có người không mua được bánh nhưng vẫn không bỏ cuộc. Theo ghi nhận, bánh Trung Thu của Đông Phương có nhiều gia vị, giá dao động từ 60 đến 220.000 đồng trên một chiếc. Bánh cỡ lớn giá lên tới 2.300.000 đồng.